về các bạn thấy đó, nó chạy cái thời gian nó lâu hơn hồi nãy không, rõ ràng không, mới nãy nó chạy lên nó sẽ cúp cái bụp, bây giờ nó chạy lên ok chưa. Vậy là chúng ta sẽ tiến hành gì, ráp nó vô và giao cho khách, thế là xong được chưa các bạn ha. Về thì các bạn hiểu, sửa máy là các bạn phải hiểu rõ bản chất của con linh kiện như thế nào đó thì các bạn mới sửa, các bạn mới ok, chứ còn không có sửa mò. Ở đây dứt quyết là không có sửa mò, 100% là sửa đúng theo nguyên tắc và nguyên lý một cái mạch điện, chứ không có sửa mò. Các bạn nên nhớ điều đó nha, mình khẳng định với các bạn là không nên sửa mò bất cứ một cái phương, một cái mạch điện nào hết, vì cái đó phương pháp đó rất là gì, rất là tệ trong những cái phương pháp chúng ta sửa. Các bạn nhớ nha, sửa là phải đúng nguyên tắc nguyên lý. Bạn nào có nhu cầu muốn học nghề thì có liên hệ với mình theo số điện thoại là 0907716705, Zalo của mình là 0931157788, khóa học của mình là 21 ngày, sửa được 95% bộ mạch, cam đoan các bạn 95% bộ mạch sửa được trong vòng học 21 ngày, không có nói order gì hết các bạn, không có tại sao gì cả. Ở đây chúng ta có phương pháp học hoàn toàn mới so với những cái phương pháp học khác từ trước đến nay, nên nhớ điều đó ha. Ok chưa các bạn, không chạy không cúp nữa các bạn chưa. Những con ốc thì chúng ta đã siết cứng hết rồi nên chúng ta không sợ chạm chập gì, không sợ nóng để nổ nữa, được chưa. Về là chúng ta sẽ tiến hành chúng ta giao máy đúng không các bạn ha. Đó, mà thấy rõ ràng chưa, rồi chúng ta cúp nha các bạn ha. Rồi như vậy xong rồi. Như vậy qua clip này các bạn cảm thấy hay, mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm từ một cái mạch rất từ từ, rất là chậm chạp, chậm rãi chứ không có nhanh. Mong rằng các bạn có thể coi clip, các bạn có thể làm theo. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng các bạn làm mà các bạn không hiểu thì đừng có làm, còn hiểu thì các bạn hãy làm nha, tại vì nó rất là quan trọng cái khối này. Nếu các bạn làm sai nó sẽ nổ mạch, nổ cầu chì tiếp theo các bạn ha, sẽ luật ha. Các bạn nào có nhu cầu học thì có thể liên hệ với mình theo những cái số điện thoại mình vừa đọc qua. Rồi chúc các bạn thành công trong công việc và có nhiều cái niềm vui trong cuộc sống. Cảm thấy hay thì các bạn like cho mình một like ở dưới và chia sẻ ra cho mọi người cùng biết để chúng ta có những cái kiến thức ngày càng, cộng đồng chúng ta ngày càng nâng cao kiến thức hơn ha. Mình làm những clip này các bạn nên nhớ là những cái mình cần thiết là mình đã up lên trên mạng hết rồi. Các bạn không có hỏi những cái câu hỏi rất là dớ dở, thầy ơi cái lốc không chạy sửa hư phần nào, là cái đó mình thua những câu hỏi đó. Tại vì cái lốc không chạy nó hư có rất nhiều phần để gì, để nó không chạy lắm. Có một cái câu hỏi của các bạn là thầy ơi hoặc là anh, cái lốc không chạy hư phần nào và bao nhiêu tiền, nó sẽ dí như một cái câu hỏi là bác sĩ ơi tôi bị đau bụng, để tôi bị bệnh gì và chữa bao nhiêu tiền, thì cái câu hỏi của bạn cũng giống như vậy đó các bạn ha. Ok rồi, chúc bạn thành công.